đó, mà cái quan trọng là tôi muốn tiếp thị được thật nhiều các thông tin về các sản phẩm đến với các bạn. Và khi các bạn đến với chúng tôi thì luôn luôn ở trong lòng một cái sự yên tâm đến với Cương Audio, đến với Âm Thanh Vàng như tìm về nhà mình. Cái điều mà tôi vẫn nói với các bạn rất là nhiều năm nay. Và các sản phẩm thì các bạn đến với chúng tôi thì các bạn chỉ cần nhìn là ta ưng ngay. Và bạn nào đến với tôi ở Hà Nội thì các bạn biết rồi. Đấy, cơ sở của tôi thì lúc nào cũng rộng mở cánh cửa để chào đón tất cả anh em yêu audio ở khắp ba miền Bắc Trung Nam. Có những anh em thì từ Vũng Tàu đi máy bay ra rồi đến chơi với tôi một buổi rồi về. Đấy, còn sản phẩm thì lại gửi vào sau. Đó là cái tình cảm anh em dành cho nhau. Còn ở quanh đây thì hầu như ngày nào thì anh em cũng đến với tôi cả, uống trà đàm đạo, khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, chúng ta thể hiện cái sự tao nhã. Ý tôi mà nói đến là cái chơi lành mạnh, tao nhã. Đến với nhau ngồi uống ấm trà, nghe một đĩa CD hay trên một cái cấu hình hay, thế là đã thấy tâm hồn nó rất là thoải mái rồi. Đấy, là có cái bạn để mà nói chuyện, để chia sẻ, nói về những cái mình yêu thích thì đó là điều tuyệt vời nhất các bạn ạ. Bây giờ thì tôi sẽ test cặp loa này với cái cách mà tôi chỉnh cho nó hài hòa đều ba giải. Thì các bạn nhớ là luôn luôn ngoài cái yếu tố trở kháng này, công suất hợp này, ta phải quan tâm đến một cái bí mật nữa, đó là sự tung hứng về tần số đáp tuyến của thiết bị khuếch đại và thiết bị phát. Đấy, cái điều này quan trọng lắm, như hầu như không có ai nói với các bạn cả, ít nói lắm. Thì tôi nói là chơi audio, người biết nhiều nói cho người biết ít, người biết ít nói cho người không biết. Thì điều mà tôi mong muốn các bạn đăng ký theo dõi kênh của tôi thì để luôn luôn nhận được cái điều tốt đẹp như vậy.
thay cho nàng buồn xa nhân thế nấu gần cửa tử vi. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tàn vỡ. Làn đau buồn quá khi hay điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai đời quá chua cay duyên đành lỡ. Có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tin như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn. Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế nấu thân cửa. Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế.